Yakuchara Tomoyaki-kun là một bộ anime dựa trên light novel cùng tên của tác giả Yuki Yaku. Câu chuyện xoay quanh Tomoyaki Fumiya, một học sinh trung học và cũng là một game thủ hàng đầu trong trò chơi điện tử Tech Farm. Tuy nhiên, trong cuộc sống thật, cậu lại là một người không nổi bật và gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp xã hội. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi mà cậu gặp Aoi Hinami, một cô gái xinh đẹp và tài năng, người cũng là một game thủ giỏi. Hinami quyết định giúp cho Tomoyaki cải thiện kỹ năng xã hội của mình bằng cách là áp dụng những chiến lược từ trò chơi vào cuộc sống thực. Từ đó, Tomoyaki bắt đầu hành trình khám phá bản thân và học cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Với những tình tiết hài hước, cảm động và những bài học quý giá về cuộc sống, Yokochara Tomoyaki-kun chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những giây phút giải trí thú vị và ý nghĩa. Tập 1. Tomoyaki là một trong những người chơi hàng đầu trong tựa game trực tuyến nổi tiếng Tapfarm, nơi mà cậu đang giữ vị trí cao nhất tại Nhật Bản. Câu chuyện bắt đầu khi mà Tomoyaki đối đầu với Nakamura, một người hoàn hảo về cả ngoại hình, điểm số và tài năng thể thao, nhưng lại thất bại trước Tomoyaki trong một trận đấu gay cấn. Tóc vàng cái cú đổ lỗi cho việc chọn nhân vật sai và chơi bài game là vô giá trị. Nam chính đáp trả rằng, ngay cả khi họ đổ nhân vật cho nhau, cậu vẫn sẽ giành chiến thắng. Điều này khiến cho Nakamura quyết định đấu lại, nhưng kết quả vẫn không thay đổi khi anh ta tiếp tục thất bại. Tức tối, tóc vàng rủ hai cô bạn cùng lớp đi chơi để giải tỏa. Trong khi đó, nam chính một người trầm tính và không thường giao tiếp với ai, chỉ quan tâm đến game. Khi về nhà, cậu gặp một đối thủ mới, ngang tài ngang sức. Người này đã nghiên cứu kỹ về cách chơi của cậu và chuẩn bị sẵn các chiến thuật phản công. Đối thủ bí ẩn này xếp hạng thứ 2 toàn Nhật Bản, chỉ sau Tomoyaki. Mặc dù đã dày công luyện tập, người chơi bí ẩn vẫn không thể đánh bại Tomoyaki. Sau trận đấu, người này nhắn tin cho cậu tiết lộ rằng họ sống cùng vùng và muốn gặp mặt trực tiếp. Tại lớp học, Tomoyaki thường là người ít nói, khác hẳn với Nakamura, người luôn là trung tâm của mọi cuộc nói chuyện. Đây là Hinami, một cô gái xuất sắc về cả học tập lẫn thể thao. Tình cờ nghe được câu chuyện về trận đấu giữa Tomoyaki và Nakamura, cô tiếp cận nam chính chào hỏi và không quên nhắc về thất bại của Nakamura. Cuối tuần, Tomoyaki đến buổi gặp mặt với đối thủ bí ẩn và không ngờ người đó chính là Hinami. Cô ấy có vẻ ngoài hoàn hảo và tính cách hoàn toàn khác so với trên lớp. Cô thẳng thắn nói rằng Tomoyaki là một kẻ thất bại trong đời thực, không chỉ vì ngoại hình lụm thuộm mà còn vì cậu luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì cố gắng. Ông nói rằng nếu mà có được khả năng và vẻ ngoài như cô thì mọi thứ sẽ khác đi. Nghe xong, Hinami quyết định dẫn cậu về nhà mình và chỉ cho cậu thấy cách thay đổi hình tượng. Tại phòng của Hinami, cô bỏ lớp trang điểm và chứng minh rằng việc cải thiện bản thân không phải là điều quá khó. Cô giải thích rằng chỉ cần biểu cảm và vóc dáng là đủ để thay đổi cách người khác nhìn nhận về mình. Hinami khẳng định rằng không có chuyện ai đó sinh ra từ vật đích và cậu hoàn toàn có thể cải thiện sự tự tin và kỹ năng giao tiếp bằng cách nỗ lực. Bà còn nhấn mạnh Tomoyaki chưa bao giờ cố gắng trong cuộc sống. Điều này làm cho bà thấy thất vọng và hứa sẽ dạy cậu cách sống một cách tự tin hơn. Tomoyaki dần nhận ra sai lầm của mình. Hinami tiết lộ cô luôn tôn trọng cậu về sự nỗ lực trong game, nhưng cuộc sống thực thì cậu lại là người chưa từng cố gắng hết sức. Cô quyết định giúp cho Tomoyaki cải thiện bản thân và từ đó cô gái bắt đầu hướng dẫn cậu về cách sống, giống như là cách cậu ấy chơi game. Mỗi tuần, hai người gặp nhau để theo dõi sự tiến bộ của Tomoyaki, bắt đầu từ việc cậu phải tập cười trước gương và giao tiếp nhiều hơn với những người xung quanh. Mục tiêu cuối cùng mà Hinami đặt ra cho Tomoyaki là cậu phải trở nên tự tin hơn, được ít nhất một người công nhận sự thay đổi, và thậm chí tìm được bạn gái trước khi lên năm 3. Để đạt được điều này, Tomoyaki phải hoàn thành từng nhiệm vụ nhỏ mà Hinami giao cho mỗi ngày, bắt đầu từ việc nói chuyện với ít nhất 3 bạn gái trong trường. Tập 2. Tại ngôi trường mà Tomoyaki theo học, nữ sinh có thể chọn giữa việc đeo ruy băng hoặc là cà vạt. Tuy nhiên, có một luật ngầm rằng chỉ những cô gái nổi bật mới được đeo cà vạt. Nhiệm vụ của Tomoyaki trong ngày hôm nay là phải bắt chuyện với hai bạn nữ đeo cà vạt, theo gợi ý từ Hinami. Ban đầu, cậu ấy quyết định bắt đầu nhiệm vụ bằng cách là xin tờ khăn giấy từ bạn bên cạnh là Izumi. Viện cớ mình đang bị cảm, sau khi cảm ơn, cậu quên mất mình đang tập cười và bất ngờ bị Fuka, một nữ sinh khác bắt gặp. Bối rối, Tomoyaki đành phải giả vờ rằng mình đau răng và đang làm thế để giảm đau. Người thứ hai cậu cần nói chuyện là Nanami, một cô gái thuộc câu lạc bộ điền kinh và cũng là một trong những người nổi bật nhất lớp. Trong giờ học, trước khi kịp mở lời, Nanami đã chủ động bắt chuyện với Tomoyaki khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ. Hai người tiếp tục trò chuyện và Nanami còn phá lên cười khi nhận thấy nam chính có vẻ như đang cố nói chuyện một cách chững chạc. Đúng lúc đó, cô bạn thân của Nanami, Hanabi xuất hiện. Hai người bạn thân vui vẻ trò chuyện và Nanami hào hứng kể với Hanabi về cách nói chuyện như ông cụ non của Tomoyaki khiến cho mọi người cười lớn. Khi nhóm bạn của Nakamura xuất hiện, Nanami lại kể câu chuyện với sự phấn khích. Nhưng Nakamura và nhóm của cậu không thấy điều đó là hài hước. Một cuộc trò chuyện ngẫu hứng nổ ra giữa họ và đúng lúc đó Hinami xuất hiện để đứng về phía Nanami.
Cô không quên cả khi việc Nakamura vừa thua Tomoyuki trong trò chơi Tap Farm trước đó khiến cho cả lớp cười rần rần. Sau đó, Hanabi cảm ơn Hinami vì đã giúp cô cười trở lại. Vào cuối ngày, Hinami giải thích với Tomoyuki rằng việc cô chọc ghẹo Nakamura là để giúp cậu tránh khỏi rắc rối. Cách tốt nhất để hóa giải sự căng thẳng là biến mọi chuyện thành một trò đùa, giúp cho Nakamura không còn giữ nổi bực tức trong lòng. Tomoyuki nhận ra rằng mình còn nhiều điểm yếu trong giao tiếp, nhưng Hinami động viên cậu rằng mọi chuyện đều ổn đối với một người mới bắt đầu. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng cậu cần chú ý hơn đến việc che đi nụ cười và đừng quá sơ suất trong những tình huống như là khi xì mũi trước mặt Fuka. Tomo cũng thắc mắc về sự im lặng của Hanabi trong cuộc trò chuyện. Và Hinami đã giải thích rằng Hanabi là người rất nghiêm túc, không thích hòa theo đám đông như những người khác. Điều này khiến cô không dễ dàng cười đùa hay là hùa theo Nakamura. Hôm sau, bài học mới của Tomo là về tư thế và dáng điệu. Hinami hướng dẫn cậu cách đứng thẳng và giữ tư thế đúng bằng cách sử dụng các nhóm cơ. Trong giờ tập luyện, Tomoyuki vô tình gây ra sự hiểu lầm khi hỏi về việc tập cơ mông. Điều này đã khiến cho hai thằng đực đang nói chuyện cũng bối rối luôn. Rất may Hinami đã kịp thời xen vào và cứu vãn tình huống bằng cách là nói rằng cô cũng đang tập luyện nhóm cơ này. Trên đường về nhà, Tomoyuki tiếp tục trò chuyện với Mimi, biệt danh của Nanami, và cố gắng duy trì cuộc hội thoại. Bất ngờ, Mimi nhận xét rằng mối quan hệ giữa cậu và Hinami có vẻ mờ ám vì gần đây hai người nói chuyện với nhau rất là nhiều. Tomoyuki vội vàng phủ nhận và cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Mimi còn nhận xét rằng cậu có nhiều điểm giống với Hanabi, nhất là tính cách chính trực và không dễ dàng hùa theo người khác. Vào buổi học hôm sau, Hinami dạy cho Tomo cách bắt đầu và mở rộng chủ đề trong các cuộc hội thoại. Cô đã chuẩn bị sẵn cho cậu một tập ghi chú về những chủ đề phù hợp để bắt chuyện với từng người. Mỗi cuộc trò chuyện đều được Hinami ghi âm lại để Tomoyuki có thể nghe và tự rút kinh nghiệm. Tập 3. Vào ngày cuối tuần, Tomo và Hinami hẹn gặp nhau. Và hôm đó, Tomoyuki đã có sự tiến bộ rõ rệt về ngoại hình so với lần trước. Mục tiêu của cậu hôm nay là tìm hiểu về thời trang. Hinami gợi ý rằng cách dễ nhất là bắt chước theo những mẫu trang phục trên mannequin trong cửa hàng. Nhiệm vụ đơn giản chỉ là hỏi chủ tiệm để được mặc thử những bộ đồ đó. Nhưng Tomoyuki lại lúng túng và nói nhầm lẫn đủ thứ. Sau khi xong việc ở cửa hàng, hai người đi ăn trưa. Tomo kể rằng tối qua đã nghe lại đoạn hội thoại được Hinami ghi âm trước đó và nhận ra cách nói chuyện của mình nghe như là đang lẩm bẩm. Hinami giải thích rằng cậu không sử dụng biểu cảm gương mặt và cử chỉ để thể hiện cảm xúc, nên là nhiệm vụ tiếp theo của cậu là phải luyện tập biểu cảm trong khi nói chuyện. Đúng lúc đó, hai người nhận ra người phục vụ của quán chính là Fuka, cô bạn cùng lớp của họ. Sau khi chào hỏi vài câu, Hinami nhận định rằng tóc trắng có thể là nữ chính đầu tiên của Tomoyuki. Hinami nhớ lại hôm trước khi mà Tomoyuki hỏi xin khăn giấy, Fuka đã chuẩn bị sẵn trước khi mà cậu kịp mở lời. Và lần này, khi mang đồ ăn ra, Fuka cũng gọi tên Tomo đầu tiên. Điều này đã khiến cô tin rằng tóc trắng có tình cảm với nam chính và khuyên cậu nên thích cô ấy. Sau bữa ăn, cả hai đến tiệm làm tóc và Tomoyuki dần quen với việc thay đổi ngoại hình. Nhiệm vụ tiếp theo là cậu phải nói chuyện với cô bạn Izumi ngồi cạnh hai lần mỗi ngày. Tuy nhiên, Tomo cảm thấy nhiệm vụ này không hợp lý vì cậu đã đặt mục tiêu là Fuka. Nhưng Hinami chắc rằng đây vẫn chưa phải mối quan hệ nghiêm túc nên là không cần lo lắng. Tomoyuki đành nghe theo, nhưng việc bắt chuyện với Izumi lại không thành công vì cậu chỉ trò chuyện được một lần trong ngày. Dù cố gắng hết sức, những ngày sau đó Tomo vẫn chưa làm tốt và Hinami phải liên tục đưa ra lời nhận xét. Một lần trong thư viện, cậu bất ngờ gặp lại Fuka. Cô cho biết là mình thường xuyên tới đây và để ý rằng Tomo cũng đến đây vào những lúc đổi tiết học. Tóc trắng hỏi cậu về việc đọc sách. Nam chính cố gắng giữ cuộc trò chuyện nhưng thật ra cậu chỉ cầm cuốn sách gần nhất chứ không thật sự đọc nó. Cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên thú vị khi Fuka tiết lộ rằng cô đang viết tiểu thuyết và muốn nam chính đọc thử bản thảo. Trước khi rời đi, cô sử dụng một câu nói từ cuốn tiểu thuyết của mình để chào tạm biệt. Và may mắn là Tomoyuki kịp nhớ một câu từ cuốn sách để đáp lại. Khi nghe kể lại, Hinami càng chắc chắn rằng Fuka thực sự thích thằng này. Tomo cảm thấy lo lắng vì cậu chưa đọc các cuốn sách mà Fuka yêu thích. Điều này khiến cho ổng cảm thấy mình không có chân thành gì cả. Nhưng mà Hinami không quá quan tâm việc đó. Cô thúc giục cậu phải tiến tới mối quan hệ với Fuka. Nhiệm vụ của tuần này vẫn là bắt chuyện với Izumi. Dù tưởng chừng đã thất bại, Izumi bất ngờ khen ngợi rằng cậu đã làm rất tốt, coi đó là một thành công nhỏ. Vào giờ ra về, Tomoyuki thấy Izumi ngồi một mình buồn bã. Cô nghĩ nhiệm vụ đã hoàn thành nên là không cần bắt chuyện nữa, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện với cô. Tuy nhiên, Tomoyuki lại lỡ lời khi nói rằng nét mặt của Izumi trông khá u ám khiến cho cậu cảm thấy bối rối. Khi mà ổng định rời đi, cô ấy bất ngờ ngỏ ý muốn Tomoyuki dạy chơi trò tag farm. Điều này đã làm anh chàng bất ngờ. Tập 4. Tiếp theo diễn biến, Izumi vốn thường về chung với Nakamura nhưng mà gần đây cậu ta chỉ chú tâm vào việc luyện chơi tag farm và từ chối cho Izumi chơi cùng
vì cho rằng cô làm cản trở. Điều này khiến Izumi cảm thấy tổn thương và tự mua bản game để luyện tập, mong muốn chơi giỏi hơn và gắn kết được với Nakamura. Cô đã nhờ Tomoyaki giúp cải thiện kỹ năng, anh chàng hướng dẫn chi tiết cách chơi, bao gồm cả việc sử dụng đồng hồ bấm giờ để luyện tập những bước nhảy trong game, một phương pháp cậu đã rèn luyện rất nhiều. Trong khi hướng dẫn, Tomo nhận ra rằng mình đã bị nhiễm cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể từ Hinami. Izumi bật cười vì thấy Tomo khác hẳn khi ở lớp. Cậu cũng tâm sự về quá khứ khi mà thấy rằng cuộc sống trước đây của mình như là rác rưởi. Nhưng gần đây, cậu gặp được một người đã thay đổi suy nghĩ của cậu, giúp cho bản thân trở nên nghiêm túc và trân trọng cuộc đời hơn. Ngày hôm sau, khi đang ăn trưa cùng Hinami, Tomo kể về quá trình hướng dẫn game cho Izumi. Hinami đưa cho cậu hai tấm vé xem phim và khuyên cậu hãy mời Fuka đi hẹn hò. Tomoyaki sau đó về nhà và bắt đầu luyện tập thay đổi giọng điệu, biểu cảm qua việc tự ghi âm lại giọng nói, cố gắng để trở nên tự nhiên hơn. Tại thư viện, Tomo thú nhận với Fuka rằng cậu chưa từng đọc sách của tác giả mà cô yêu thích và giải thích cậu chỉ đến thư viện để trò chuyện với cô. Dù vậy, Tomo hứa sẽ thử đọc các tác phẩm ấy và Fuka vui vẻ chấp nhận. Cuối giờ học hôm đó, Nakamura giữ cho Tomo lại để phục thù sau trận thua tác phẩm trước. Trong thi đấu, Izumi cùng các bạn nữ khác đến xem nhưng mà Nakamura vẫn không thể thắng nổi. Điều này khiến cậu ta trở nên bực bội. Erika, một thành viên của nhóm đeo cà vạt và cũng là người từng tỏ tình với Nakamura nhưng bị từ chối, tham gia cuộc tranh cãi. Cô chế giễu Nakamura vì quá nghiêm túc với game, khiến cho Tomoyaki nổi giận đứng ra bảo vệ tóc vàng. Nam chính chỉ trích những người không cố gắng nhưng lại cười nhạo sự nỗ lực của người khác. Và Izumi đồng tình với lời nói của cậu. Erika sau đó đã rời đi, để lại bầu không khí căng thẳng. Izumi khóc vì cảm thấy quá đáng sợ khi chứng kiến cuộc cãi vã. Nhưng Nakamura đến an ủi cô, nói rằng cô đã cố gắng rất nhiều, mọi việc dần êm xuôi sau đó. Ngày hôm sau, Hinami thắc mắc vì sao Tomoyaki vẫn chưa dùng vé để mời Fuka đi xem phim, và bất ngờ thay, cậu lại lấy vé ra và muốn mời Hinami đi cùng. Tập 5. Vào cuối tuần, thay vì đi karaoke hay là mua sắm như những người bạn cùng lớp, Tomoyaki lại dành thời gian để luyện tập chơi tác phẩm. Sau khi xem phim cùng Hinami, cô đã chỉ cho cậu cách tận dụng cơ hội như việc uống trà sau phim để trò chuyện. Tuy nhiên, Tomo lại biến buổi thảo luận về bộ phim thành một buổi thuyết trình khô khan, không có chút cảm xúc. Đến đầu tuần, Tomo đã tự tin hơn khi nói chuyện với Izumi và thử chủ động hỏi về sinh nhật sắp tới của Nakamura. Trong giờ ra chơi, bạn thân của Nakamura là Takahiro đã đến bắt chuyện với Tomo, nói rằng cậu rất ấn tượng với những gì mà nam chính đã làm trong lần trước và muốn về phe của cậu. Sau giờ học, Tomo kể với Hinami rằng Takahiro đã mời cậu đi ăn. Hinami cho rằng cậu nên mời một bạn nữ khác đi cùng. Và Tomo quyết định mời Izumi, nhưng mà cô đã từ chối. Cậu sau đó nghĩ ra ý tưởng rằng muốn mua quà sinh nhật cho Nakamura. Nghe vậy, Izumi liền đồng ý ngay vì cô cũng muốn tặng quà và làm lành với Nakamura. Takahiro rất ngạc nhiên khi thấy Tomo, người từng rất hướng nội, giờ đây lại có thể mời Izumi đi ăn. Anh còn nhận thấy rằng Tomo ngày càng thân thiết với Hinami và bắt đầu suy nghĩ liệu có chuyện gì giữa hai người hay không. Tuy nhiên, hóa ra Takahiro chỉ nghĩ rằng Tomoyaki đang áp dụng những kỹ năng mềm học được từ sách. Buổi tối hôm đó, Tomo bất ngờ được Hinami mời tham gia một nhóm đi ăn, và dù lúng túng, cậu đã đồng ý tham gia. Hôm sau, Takahiro và Hinami trêu đùa Izumi khi cô đến muộn, làm cô ngơ ngác, tưởng phải mua kem thật. Cả nhóm sau đó đi mua quà cho Nakamura, và Izumi xin ý kiến Tomoyaki về món quà phù hợp. Tomo, trong khi thấy Hinami và Takahiro trò chuyện thân thiết, bắt đầu lo lắng về tin đồn hai người họ đang hẹn hò. Cậu cố gắng đề xuất ý kiến, nhưng chưa kịp thì Takahiro đã nhanh chóng cướp lời và chỉ dẫn cả nhóm đến mua keo vuốt tóc, còn sử dụng Tomo làm mẫu để thử. Trong lúc cả nhóm đi ăn, Takahiro chọn pizza phô mai vì biết Hinami rất thích phô mai. Điều này khiến cho Tomoyaki cảm thấy bất ngờ và lo lắng về mối quan hệ giữa hai người họ. Khi trở về, Hinami trách mắng Tomo vì cậu không hoàn thành nhiệm vụ đưa ra hai lần đề xuất trong buổi đi chơi, nhưng mà thằng chả chỉ đang nghĩ mãi về tin đồn Hinami cùng với Takahiro đang hẹn hò. Chắc là chuẩn bị ghen đây mà. Cuối cùng, Hinami dạy cho Tomo một bài học quan trọng. Khi đưa ra đề xuất, điều quan trọng không phải là nó hoàn hảo, mà là cách thuyết phục người khác tin rằng nó đáng giá, kể cả khi lý tưởng đó chưa thực sự tốt. Hôm nay, trên lớp bắt đầu mở đơn ứng cử cho hội học sinh. Hinami là người giơ tay đầu tiên để tham gia, và ngay sau đó, Izumi cũng quyết định đăng ký, tạo ra một cuộc cạnh tranh thú vị giữa hai người. Tập 6. Trong quá trình bầu cử hội học sinh, Hinami và Mimi đều tham gia tranh cử. Nhưng vì thời gian bận rộn, họ không còn gặp nhau sau giờ học như trước. Hinami muốn Tomo trở thành người quản lý chiến dịch cho Mimi, nhưng Tomo cảm thấy mình không đủ khả năng và lo sợ rằng mình sẽ khiến cô ấy thua cuộc. Hinami chia sẻ rằng dù rất ngưỡng mộ Mimi, cô vẫn tin rằng không ai có thể đánh bại mình, và việc thắng thua không phụ thuộc vào ai là người quản lý chiến dịch.
Trong lúc còn đang suy nghĩ về việc có nên trở thành quản lý chiến dịch cho Mimi hay không, Tomo bất ngờ gặp Mimi. Cô ấy vẫn vui vẻ và thậm chí còn trêu cậu rằng liệu cậu định tỏ tình à? Tomoyaki sau đó ngỏ ý xin làm quản lý chiến dịch nhưng bị từ chối vì Mimi cho rằng cậu không đáng tin cậy lắm. Tại thư viện, Tomo gặp Fuka, người cũng tỏ ra thắc mắc về việc Mimi quyết định tham gia bầu cử hội học sinh. Tomo đặt câu hỏi ngược lại liệu Fuka có muốn thay đổi bản thân không, khiến cho cô giật mình và xấu hổ. Tomoyaki băn khoăn về việc một người nổi tiếng và xuất sắc như Mimi còn muốn thay đổi điều gì. Hôm sau, Tomo phát hiện rằng Mimi đã nhờ được một đàn em lớp dưới trong câu lạc bộ làm quản lý chiến dịch, trong khi Hinami có Takahiro là người hỗ trợ. Takahiro rất giỏi trong việc thuyết phục người khác, và Hinami còn hiểu rõ từng người trong câu lạc bộ để dễ dàng lấy lòng phiếu bầu. Mimi dường như gặp khó khăn khi đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như Hinami. Mimi đưa cho Tomoyaki xem tờ rơi tranh cử của mình, và Tomo nhận ra bố cục có vấn đề nên là đã giúp chỉnh sửa lại. Sau khi thấy sự giúp đỡ của Tomo, bà này đã thay đổi 180 độ và quyết định để cho ổng làm quản lý chiến dịch của mình. Tomoyaki đồng ý, nhưng mà cậu cũng bày tỏ rằng mình muốn thử một lần đánh bại Hinami vì cậu rất thích đối đầu với những đối thủ mạnh. Mimi giải thích rằng cô ấy muốn thắng Hinami bởi trong cuộc sống cô luôn là người đứng thứ hai, dù là trong học tập hay thể thao nhưng chẳng ai nhớ tới vị trí đó. Trong chiến dịch, Tomo và Mimi bắt đầu thu thập phiếu bầu bằng cách là ghé qua câu lạc bộ thể thao. Mimi thể hiện sự thân thiết với các thành viên bằng cách trò chuyện, hứa sẽ đầu tư một chiếc máy bơm bóng điện nếu đắc cử. Điều này khiến cho các thành viên rất là ủng hộ. Tomoyaki cũng đóng góp ý kiến về việc cải thiện chiến dịch của Mimi bằng cách đề xuất lời hứa cử tri sẽ lắp điều hòa ở mọi phòng học. Điều này đặc biệt hấp dẫn các học sinh năm nhất vì họ thường quan tâm đến các tiện ích trong trường. Cuối cùng, Tomoyaki cũng hoàn thành bài phát biểu tranh cử cho Mimi và cả hai chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh đầy gay cấn với Hinami. Mặc dù Tomoyaki vẫn còn lo lắng nhưng mà cậu ngày càng tự tin hơn trong vai trò của mình và quyết tâm giúp cho Mimi có cơ hội chiến thắng. Tập 7. Sau khi Takahiro hoàn thành bài phát biểu với vai trò là người hỗ trợ chiến dịch cho Hinami, đến lượt ứng viên chính thức, Hinami bước lên bục. Tomoyaki đã tự tin vào kế hoạch của mình và Mimi, nhưng anh không khỏi choáng ngợp trước những gì mà Hinami đã nói. Không chỉ hứa hẹn cải tiến cơ sở vật chất như máy bơm điện, Hinami còn cam kết giải quyết mọi bất mãn của học sinh kèm theo những dẫn chứng đầy thuyết phục. Thay vì chỉ lắp điều hòa cho học sinh năm nhất như kế hoạch của Tomoyaki, Hinami mạnh dạn đề xuất lắp đặt điều hòa cho tất cả các lớp học. Một quyết định có thể gây tranh cãi vì sự khó thực hiện, đặc biệt là với các học sinh năm 2 trở lên. Nhưng Hinami đã chuẩn bị sẵn mọi luận điểm thuyết phục và chiếm được lòng tin của đa số người nghe. Khi đến lượt Mimi phát biểu, Tomoyaki cũng góp phần bằng cách là bật to điện thoại giả vờ như đó là một cuộc trò chuyện hài hước giữa Mimi và một trợ lý ảo. Điều này đã khiến cho bài phát biểu của cô tràn ngập tiếng cười và sự hưởng ứng của khán giả. Cả hai bên đã làm hết sức mình, nhưng như dự đoán, phe Hinami giành chiến thắng với số phiếu áp đảo. Dù thua, Mimi và Tomoyaki vẫn giữ tinh thần tích cực, quyết tâm vươn lên từ thất bại. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, Tomo có cơ hội trò chuyện với Hinami. Cô bật cười khi nhớ lại ý tưởng thú vị của Tomo trong chiến dịch tranh cử của Mimi. Hinami không hề tỏ ra kiêu ngạo mà chỉ thấy mọi chuyện khá thú vị. Tiếp đó, nhiệm vụ của Tomo là mời Fuka đi xem một bộ phim của tác giả yêu thích của cô ấy. Dù có chút lúng túng, cậu cuối cùng cũng ngỏ lời và bất ngờ khi Fuka đồng ý ngay. Từ đó, Tomoyaki bắt đầu đọc nhiều sách hơn của tác giả này để có thêm chủ đề trò chuyện với Fuka. Tình cờ trong thư viện, Tomo bắt gặp Hanabi đang đứng nhìn qua cửa sổ, dõi theo cuộc cạnh tranh giữa Hinami và Mimi. Hanabi thổ lộ rằng cô không muốn bản thân của mình phải đấu với Hinami vì biết rằng Mimi sẽ không thể chiến thắng và chỉ tự làm bản thân mệt mỏi. Hinami cũng chia sẻ rằng trước đây chỉ có cô là người ở lại luyện tập muộn nhất, nhưng gần đây Mimi đã không ngừng nỗ lực, thậm chí còn đến sớm hơn cả cô. Khi Tomoyaki trò chuyện với Mimi, anh nhận thấy dù thua cuộc, cô vẫn vui vẻ và tràn đầy quyết tâm. Mimi muốn lấy lại những gì đã mất sau cuộc bầu cử và Tomo hết lòng ủng hộ sự cố gắng của cô. Hanabi sau đó chia sẻ về tình bạn giữa cô và Mimi. Vốn dĩ, Hanabi là người không giỏi kết bạn, thường im lặng và tránh xa mọi người. Nhưng vào kỳ 2 của năm nhất, Mimi đã chủ động bắt chuyện với cô, thường xuyên chọc má và tạo không khí vui vẻ. Chính nhờ sự nhiệt tình và đôi chút ngốc nghếch đó của Mimi mà Hanabi dần mở lòng và trở nên thân thiết với cô hơn. Tập 8. Tập phim bắt đầu với cảnh hồi tưởng về một trận đấu bóng rổ trong quá khứ, nơi đội của Mimi đã bại trận trước đội của Hinami. Trong cơn mơ màng, Mimi chợt tỉnh dậy vào buổi tối và dù cơ thể mệt mỏi, cô vẫn quyết tâm ra ngoài trời tập chạy. Hậu quả là ngày hôm sau, Mimi đến lớp với dáng vẻ kiệt sức rồi ngủ quên trong giờ học. Trong thư viện, Fuka cũng nhận thấy sự thay đổi này khi mà cô trò chuyện cùng Tomoyaki. Vì Fuka thường phải tưởng tượng cảm xúc của người khác để viết tiểu thuyết,
Cả Tomo và Hanabi đều lo lắng về việc Mimi tập luyện quá sức, nhưng không biết cách nào để ngăn cản cô. Sau khi hai người kia rời khỏi, Tomoyaki đã hỏi trực tiếp Mimi về tình trạng hiện tại của cô. Mimi thừa nhận rằng cô cảm thấy khổ sở và nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng nếu dừng lại giữa chừng, cô còn cảm thấy tồi tệ hơn. Tomo thấu hiểu nỗi lòng của Mimi và chỉ có thể động viên cô tiếp tục cố gắng. Ngày hôm sau, Mimi lại tới sân tập từ rất sớm. Cô nhớ về trận thua trước đây, khi đồng đội của cô vẫn tươi cười dù bại trận, nhưng riêng Mimi thì không thể chấp nhận được kết quả đó. Trong khi đó, Hanabi lo lắng rằng với cường độ luyện tập như hiện tại, Mimi có thể đến giới hạn của mình. Cô kể cho Tomo về trận đấu bóng rổ cấp tỉnh, nơi Mimi đã gánh cả đội nhưng mà cuối cùng vẫn thua trước Hinami. Chiều hôm sau, trời mưa lớn, và khi Tomoyaki cùng với Hanabi thấy một người đang đội mưa chạy dưới sân, họ nghĩ đó là Mimi. Nhưng thật ra đó là Hinami, người cũng đang chăm chỉ luyện tập. Còn Mimi thì đã tự biết giới hạn của mình và chỉ đứng nhìn từ xa. Ngày hôm sau, khi Hanabi hỏi Mimi liệu cô có nghỉ ngơi đủ hay không, Mimi vẫn cười đùa, cố tỏ vẻ mình ổn. Nhưng bất ngờ thay, cô lại chọn cách đi về sớm thay vì ở lại tập luyện như mọi ngày. Tomo đã đuổi theo Mimi và kể lại cậu nghe về trận đấu từ một người em cấp dưới. Mimi không còn giấu giếm nữa, cô tiết lộ rằng sau trận đấu đó, cô đã một mình đến xem Hinami thi đấu tại giải toàn quốc và đội của Hinami đã giành vị trí á quân. Khi mọi người trong đội đều đến chúc mừng, riêng Hinami lại nhìn chăm chăm vào đội vô địch và khóc như mưa. Từ đó, Mimi hiểu rằng Hinami luôn chỉ nhắm tới vị trí số 1 và điều đó đã khiến cho Mimi quyết định thay đổi, mong muốn trở nên đặc biệt như Hinami. Tomo đã động viên Mimi rằng cô không cần phải đứng thứ nhất, bởi trong mắt cậu, cô là người tỏa sáng nhất. Tuy nhiên, những lời này dường như không chạm được đến trái tim của Mimi. Sáng hôm sau, cô không đến tập luyện sớm mà thay vào đó là gửi đơn xin rút khỏi câu lạc bộ điền kinh. Lo lắng trước quyết định của Mimi, Tomo đã rủ Hanabi và Mimi về chung để nói chuyện rõ ràng. Cũng nhờ cuộc trò chuyện này mà những người bạn đã an ủi Mimi, khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm rồi quyết định quay trở lại câu lạc bộ điền kinh. Sau khi giải tỏa được cảm xúc, cả nhóm chuẩn bị đón kỳ nghỉ hè. Izumi đã tặng quà sinh nhật cho Nakamura, món quà mà cả nhóm đã lựa chọn trước đó. Tomo cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình khi tặng Nakamura một chiếc điều khiển rất quan trọng để chơi game. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài hơn 3 phút và Tomo thậm chí còn nhắc đến tin đồn hẹn hò giữa Hinami và Takahiro khiến nhóm cười đùa. Tập 9, để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò với Fuka, Hinami cùng Tomo đang thực hành làm người yêu giả với nhau để ổng quen dần cảm giác, mà cảm giác gì thì tôi cũng chả biết. Hinami đã gửi cho cậu kế hoạch về các địa điểm mà họ sẽ đi trong buổi hẹn hò hôm nay, bắt đầu từ cửa hàng quần áo. Tại đó, cô gợi ý cho Tomoyaki một vài bộ đồ và tặng cậu một chiếc ba lô vì cậu không có túi để chứa đồ. Sau đó, bà khéo léo yêu cầu cậu mua một cái huy hiệu để đổi lấy chiếc ba lô để giúp ổng không cảm thấy mắc nợ mình. Hinami cũng thông báo rằng Tomoyaki sẽ phải tham gia một bữa tiệc BBQ 2 ngày một đêm với cô và 5 người bạn khác. Mục tiêu chính của bữa tiệc là ghép đôi Izumi và Nakamura, còn Tomo sẽ có cơ hội kết bạn thêm. Tomo đồng ý tham gia và nhiệm vụ của cậu là trêu chọc Takahiro trong suốt buổi tiệc. Ngày hẹn chơi game của họ diễn ra như dự định, nhưng bất ngờ là Mimi bị bà nội đến thăm, buộc cả nhóm phải chuyển địa điểm tụ họp sang nhà của Tomo. Em gái của Tomo ngạc nhiên khi thấy toàn những người nổi tiếng đến nhà mình và ngay lập tức chạy đi báo mẹ. Trong khi đó, Mimi bắt đầu tìm xem cậu có giấu đĩa phim đen hay không, nhưng chỉ thấy toàn điều khiển chơi game. Khi mọi người đã ổn định, cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch để giúp cho Izumi và Nakamura gần nhau hơn. Tomoyaki đã thực hiện nhiệm vụ trêu chọc Takahiro và học cách sử dụng keo vuốt tóc từ cậu ta. Cả nhóm vui vẻ cho đến khi ra về, em gái Tomo cũng chào đón họ với sự vui vẻ và hào hứng. Đến ngày hẹn đi xem phim với Fuka, Tomoyaki gặp cô tại rạp chiếu phim. Fuka đến hơi muộn và xin lỗi nhưng mà cô không thể giấu nổi sự háo hức khi được xem bộ phim mà cô đang rất mong chờ. Trên đường đi, Tomo cố gắng bắt chuyện và hỏi một vài câu, nhưng mà khi đến rạp, Fuka không thể kiềm chế sự phấn khích của bản thân. Sau khi bộ phim kết thúc, họ cùng nhau đi ăn và trò chuyện về nội dung của phim. Tomoyaki còn tiếp tục mở rộng cuộc trò chuyện sang các chủ đề khác như là đọc sách và món ăn, khiến cho Fuka cảm thấy ngạc nhiên trước việc cậu nói nhiều một cách tự nhiên như vậy. Tuy nhiên, Tomoyaki lại tự nhận ra rằng mình vẫn còn gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc hội thoại một cách tự tin. Tập 10, kỳ trại hè của nhóm những con người phản đời đã chính thức bắt đầu. Shinto, Nakamura và Izumi được sắp xếp ngồi cạnh nhau theo kế hoạch ghép đôi của nhóm. Tomo nhận nhiệm vụ phải trêu chọc Nakamura ít nhất 3 lần và tranh thủ làm thân với Takahiro vì sẽ rất có lợi sau này. Khi chuyến tàu kết thúc, cả nhóm cùng đi dạo một vòng và bắt đầu phân chia công việc cắm trại theo sự chỉ đạo của Hinami. Trong lúc chuẩn bị, Take, thành viên không biết gì về kế hoạch ghép đôi, chỉ đơn giản vui vẻ thưởng thức bữa tiệc. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, nhóm xuống sông để vui đùa, Nakamura dần mở lòng và vui vẻ cùng với Izumi.
Bất ngờ, Take bắt được một con cua và làm cho Izumi giật mình, ngã. May mà Nakamura kịp thời đỡ cô, tạo ra một khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào. Lúc trở về căn nhà gỗ trong rừng để nghỉ ngơi, Nakamura cũng tiết lộ rằng gần đây cậu bắt đầu thích một cô gái khác, người thường hay đến hỏi ý kiến cậu về tình cảm. Tomo và Takahiro lập tức nhắn tin thông báo cho nhóm binh nữ về tình hình của Nakamura. Bên đó cũng báo lại rằng Izumi đã tiết lộ với Nakamura rằng mình có người trong mộng, hình như là hai bên đều nhận ra đối phương thích nhau. Sau đó, nhóm nam tụ tập với nhóm nữ để chơi bài. Tomo tranh thủ trêu Nakamura thêm một câu nữa và tóc vàng thừa nhận rằng Takahiro đang tán tỉnh một cô gái khác trường. Trong lúc đi vệ sinh cùng nhau, Tomo hỏi thêm về chuyện hẹn hò của Takahiro. Cậu bạn thú nhận rằng mình không thật sự thích cô gái kia nhưng vẫn đang hẹn hò. Buổi tối, thử thách lòng can đảm bắt đầu. Izumi cực kỳ sợ ma và được ghép cặp với Nakamura. Tomoyaki đi cùng Hinami, cô nhân cơ hội này để huấn luyện cậu. Hinami giả vờ sợ hãi và ôm lấy Tomo từ phía sau, làm thánh của chúng ta cũng không biết xử lý như thế nào. Khi cả hai tiến sâu vào rừng, Hinami ôm chặt tay Tomo, vừa trêu đùa vừa thử lòng của ổng. Tomo quyết định trả thù bằng cách là đá mạnh vào chân, khiến một con ve đột ngột bay lên làm cho Hinami hốt hền thật sự. Cô không thể đứng dậy được và cần Tomo đỡ giúp. Bất ngờ Hinami tiến sát mặt vào cậu như thể muốn hôn, làm cho Tomoyaki giật mình hú hồn à. Hinami lại trêu cậu thêm một lần nữa, làm cho cha nội của chúng ta tiếp tục rơi vào tình thế khó xử. Tập 11, nhóm đã hoàn thành thử thách lòng can đảm và tụ tập lại với nhau. Mặc dù Nakamura và Izumi chưa tỏ tình nhưng mà việc họ có một cuộc hẹn đi chơi riêng đã là một tiến triển lớn. Đêm đó, Hinami bí mật gọi Tomoyaki ra ngoài để tổng kết những nhiệm vụ mà cậu đã hoàn thành trong ngày. Bất ngờ, Takahiro xuất hiện khiến cho Tomo giật mình và trốn đi ngay. Takahiro ngồi xuống trò chuyện với Hinami về mối quan hệ giữa Nakamura và Izumi. Dù đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng hai người họ mới chỉ dừng lại ở việc hẹn nhau đi chơi riêng, không tiến xa hơn. Takahiro cảm nhận rằng cả hai đều sống rất chân thành và có cảm xúc rõ ràng, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để tiến xa. Cậu bạn này thừa nhận rằng bản thân mình thích Hinami và một ngày nào đó muốn được biết cảm xúc thật sự trong lòng của cô. Mặc dù cả hai đã thân thiết đến vậy nhưng mà Hinami vẫn không mở lòng, khiến cho việc hẹn hò với cô trở nên rất là khó khăn. Dù vậy, Takahiro quyết tâm không bỏ cuộc vì cậu thích Hinami rất nhiều. Tomoyaki cảm thấy có lỗi khi đã nghe vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện này, nên là đã tự lộ diện và xin lỗi Takahiro. Sau chuyến đi, Takahiro đã bỏ lớp mặt nạ và đối mặt với cảm xúc thật của mình, còn Hinami thì vẫn tiếp tục duy trì hình ảnh hoàn hảo của bản thân. Ngày hôm sau, Tomoyaki phải đi xem pháo hoa với Fuka và có nhiệm vụ tỏ tình với cô. Khi pháo hoa bắn sáng rực bầu trời, Tomoyaki và Fuka đứng cạnh nhau trong những khoảnh khắc yên lặng để lắng nghe nhau. Tomo định thực hiện nhiệm vụ tỏ tình, nhưng rồi lại thôi. Sau buổi hẹn, cậu kể lại cho Hinami và giải thích rằng lý do cậu không tỏ tình không phải vì không thể, mà là vì không muốn nói những điều không thực sự xuất phát từ trái tim. Ổng vẫn băn khoăn về việc liệu bản thân mình có thích Fuka hay không mà sao con nhỏ này nó cứ kêu mình đi tỏ tình với người ta hoài. Và cậu không muốn hẹn hò một cách tùy tiện như vậy nữa. Hinami cho rằng đó là biểu hiện của sự yếu đuối và khuyên cậu đừng để những suy nghĩ vô nghĩa đó làm sao nhãn bản thân. Ủa cái bà này vô duyên à, tình cảm người ta mà đi suối lung tung. Nhưng Tomoyaki kiên quyết rằng điều đó không hề vô nghĩa, cậu cần tìm ra điều mình thật sự muốn. Nghe vậy, Hinami tức giận, đòi lấy lại ba lô và trả lại Tomoyaki cái huy hiệu như một dấu hiệu rằng Tomoyaki đã từ bỏ trò chơi. Cả hai người đều đứng trước những ngã rẽ khác nhau về quan điểm cũng như là cách sống. Buổi tối hôm đó để lại nhiều suy nghĩ cho cả hai. Tập 12. Sau lần bị Hinami trả lại huy hiệu, Tomo cứ mãi suy nghĩ về sự ra đi của cô ấy mà quên đi tất cả. Cô không nhận ra rằng mình đã bỏ bê những mối quan hệ khác, thậm chí không nghe thấy em gái gõ cửa khi cô đang lo lắng cho anh trai mình. Cô em gái cứ tưởng anh mình đã thay đổi nhưng mà giờ đây trông như cậu đang quay lại với con người trước kia, khép kín và lạc lối. Cô còn nhận ra rằng Tomoyaki đã 2 ngày không kiểm tra điện thoại hay liên lạc với ai. Chỉ đến khi cô em gái chỉ cho cậu, Tomoyaki mới giật mình nhận ra tin nhắn của Fuka rủ cậu cùng đi mua sách. Việc mời một người bạn trai đi chơi là một việc không hề dễ đối với Fuka, nên Tomoyaki cảm thấy rất có lỗi khi cậu đã bỏ qua tin nhắn đó. Vào ngày hẹn gặp, Tomo không mặc quần áo mà Hinami đã chọn cho cậu trước đây. Cậu chỉ mặc những gì mình cảm thấy thoải mái nhất và sử dụng sự chân thành của bản thân để nói chuyện với Fuka. Cuộc trò chuyện của họ có thể bị ngắt quãng và có những khoảnh khắc khó xử, nhưng nó lại tạo ra một sự kết nối thực sự bằng cảm xúc chân thành. Cuối cùng, cả hai cũng tìm được cuốn sách mới nhất của tác giả yêu thích của Fuka. Fuka lộ rõ vẻ vui sướng, còn Tomo nhận ra cậu đang đứng trước mặt cô với bản thân chân thật nhất. Không cần kẹo vuốt tóc hay trang phục chỉnh chu, không còn phải đóng vai một con người hoàn hảo như trước.
Tomoyaki nhớ lại những lời nói của Hinami rằng những việc cậu đã làm không có ý nghĩa gì, nhưng cậu thật sự vui khi hoàn thành từng nhiệm vụ mà cô ấy đã đặt ra. Cô kể với Fuka về việc gần đây có một người đã dạy cậu rất nhiều thứ về giao tiếp, các chủ đề trò chuyện và rằng khi cậu theo những hướng dẫn đó, Fuka đã nhận xét rằng cậu khó nói chuyện. Tuy nhiên, khi cậu tự nói ra những gì mà mình nghĩ, Fuka lại cảm thấy dễ dàng hơn để nói chuyện hơn đó. Fuka giải thích rằng lý do cô dễ nói chuyện với Tomoyaki là vì cậu truyền tải những cảm xúc chân thành nhất đến cho cô, khiến cô có thể hình dung ra câu chuyện như đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Từ khi gặp gỡ và trò chuyện với Tomo, thế giới trong mắt của cô không còn chỉ là hai màu đen trắng mà đã trở nên đầy màu sắc hơn. Trước đây, Fuka chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thay đổi cách nhìn nhận về thế giới và tất cả đều nhờ vào Tomoyaki. Tối đó khi về đến nhà, Tomo muốn hẹn gặp riêng Hinami để nói chuyện, nhưng cô từ chối và cho rằng không còn gì để nói với cậu nữa. Tomoyaki phải viện cớ trả lại Palo thì hôm sau Hinami mới đồng ý gặp cậu. Cô đã tâm sự hết lòng mình về sở thích chơi game và cuộc sống trước đây của cậu chỉ toàn là hai màu đen trắng. Nhưng sự xuất hiện của Hinami đã tô thêm một màu sắc, phong cảnh cho trò chơi cuộc đời, khiến cậu muốn tham gia vào trò chơi này. Tomoyaki thừa nhận rằng trước đây cậu chỉ chìm đắm vào sự ảo tưởng của bản thân, nghĩ rằng không tồn tại điều mà mình thực sự muốn làm. Tuy nhiên, giờ đây cậu đã có thể tự tin đáp trả rằng cách đưa ra ví dụ về việc chơi game Tap Farm. Cậu cho rằng lý do Hinami không bao giờ thắng nổi cậu là vì cậu biết rõ điều mình thật sự muốn, còn cô thì không. Nghe đến đây, Hinami cũng phải tạm chấp nhận một phần những gì mà cậu nói là đúng. Nhưng cô cho biết cô sẽ đợi đến khi Tomo chứng minh điều đó một cách hoàn toàn. Giờ đây, Tomo quyết định sẽ tiếp tục chinh phục trò chơi cuộc đời này. Tại quán ăn, cậu trả lại cho Hinami Palo và cả huy hiệu như một lời cảm ơn vì cô đã giúp cậu thêm màu sắc cho thế giới của mình. Nhiệm vụ tiếp theo mà Hinami đặt ra cho Tomoyaki là làm việc bán thời gian. Và thật trùng hợp khi nơi cậu đến phỏng vấn lại là chỗ làm thêm của Takahiro. Hanami đã tính toán tất cả điều này. Trong khi đó, Izumi đang nhờ bạn bè giúp lựa chọn cho một bộ đồ để đi hẹn hò với Nakamura. Khi hỏi ý kiến Tomoyaki, cậu lại lúng túng và chỉ nói rằng bộ nào cũng được, không đưa ra được lời khuyên cụ thể. Sau chuyến đi mua sắm, Tomoyaki tặng em gái một con thú bông, nhưng cô bé tỏ vẻ mặt yếu xìu. Khi nghe rằng chị Mimi rất thích con thú bông này, cô bé liền thay đổi thái độ, khen con thú rối rít. Trong khi đó, Fuka vẫn tiếp tục viết tiểu thuyết và mong muốn Tomoyaki đọc thử tác phẩm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của ngày hôm nay. Phần 1 của bộ anime này đã mang đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá và những khoảnh khắc đáng nhớ. Hãy cùng chờ đón phần 2 để xem Tomoyaki sẽ tiếp tục hành trình của mình như thế nào và những thử thách mới của cậu ta phải đối mặt là gì. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới.